Xin chào các bạn, mình xin giới thiệu mình là Hoa, là dược sĩ đến từ phòng sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu dược mỹ phẩm Thanh Trang. Hôm nay thì mình rất vui khi được ngồi đây và chia sẻ với các bạn một số thông tin về bệnh xương khớp cũng như là về sản phẩm của công ty mình. Bệnh xương khớp là một bệnh phổ biến và rất quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta. Tuy cái mức độ tử vong thấp nhưng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe rất là lớn, đặc biệt là gây đau nhức xương khớp, khó khăn trong việc đi lại cũng như là sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy, hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn một sản phẩm dành riêng cho những người bị các bệnh về xương khớp, thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm, đau cứng khớp vào buổi sáng. Đó là sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên. Đây là sản phẩm viên uống bổ khớp Mucel. Sản phẩm được nhập khẩu nguyên lọ từ nhãn hàng Xanh Mơn Hát, đã có hơn 115 năm hình thành và phát triển tại Cộng hòa Liên bang Đức, được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi công ty Thanh Trang. Loài vẹm xanh có tên khoa học là Penan canaliculus. Đây là một loài chỉ có ở vùng bờ biển New Zealand và những người dân ở đây sử dụng rất nhiều trong các bữa ăn hàng ngày. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện ra rằng cái tỷ lệ mắc các bệnh về viêm xương khớp ở đây rất là thấp. Và họ đã phát hiện ra trong thịt của vẹm xanh New Zealand có chứa các chất chống viêm tự nhiên, đó là glycosaminoglycan. Đây là một chất tự nhiên có trong dịch khớp và sụn khớp, giúp nuôi dưỡng, tái tạo các mô sụn. Ngoài ra thì trong vẹm xanh còn có các chất như là omega 3, omega 6, các khoáng chất và các vitamin khác nữa. Và chúng có hàm lượng và tỷ lệ hài hòa với nhau, giúp cho quá trình hấp thu được tối ưu nhất. Vẹm xanh được nuôi trồng và chế biến trong những điều kiện nghiêm ngặt tại New Zealand. Đối với việc nuôi trồng vẹm xanh, được áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đảm bảo chất lượng được quốc tế công nhận. Đầu tiên, vẹm xanh được bỏ vỏ. Thịt vẹm xanh được tách ly tâm, đông khô và nghiền thành bột. Việc làm khô được thực hiện không sử dụng nhiệt vì nhiệt độ cao có thể phá hủy các hoạt chất có trong vẹm xanh. Kết hợp cùng với công nghệ sản xuất hiện đại cho ra đời sản phẩm viên uống bổ khớp Mucel, giúp bổ sung các dưỡng chất cho khớp, đồng thời giúp tái tạo và nuôi dưỡng các mô sụn, hỗ trợ các tình trạng như thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm, giảm đau xương viêm các khớp và thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi các khớp bị tổn thương. Với sản phẩm viên uống bổ khớp Mucel, đặc biệt đã được kiểm nghiệm và chứng minh không có chứa corticoid trong thành phần. Với những người bị đau dạ dày hoặc viêm loét dạ dày, hoàn toàn có thể sử dụng được sản phẩm này. Bạn có thể tìm mua viên uống bổ khớp Mucel tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm, lắng nghe và theo dõi hết video của chúng mình. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn. Tôi tên là Bùi Thị Trung. Nhà 235/6A, đường Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hai loại thuốc của công ty, một là loại khớp, hai là loại canxi. Thì tôi được biếu và tôi uống, thì trong quá trình uống hết, gần hôm nay là hết hơi nổ hộp rồi. Nhưng mà tôi uống thì tôi thấy êm, không thấy có gì phản ứng phụ. Mà tôi cảm nhận thấy nó có cái gì đó, nó uống thì thấy nó ấm áp. Đấy. Ấm nhưng mà không nghĩa là ấm nóng, ấm nhiều, mà cảm thấy nó êm dịu. Thế thì tôi rất là mừng. Mà nếu ta nói theo đạo Phật, hầu như tôi có cái duyên với hai loại thuốc của công ty Thanh Trang. Đấy. Và được giám đốc thông cảm và cho tôi cái ưu ái một chút để cho tôi chi phí nó bớt đi. Thì tôi rất biết ơn và tôi mong rằng tôi uống thuốc này thường xuyên và mong là khỏe mạnh, và nhất là cái khớp của tôi khỏi. Thì cái biết ơn cao nhất là tôi sẽ khỏi, tôi ra Hà Nội. Trước tôi sống Hà Nội, đến thế nào tôi cũng ra thăm công ty, và chắc chắn là tôi sẽ thăm giám đốc và thăm anh em. Thì không biết lời nói gì cho nó thật tình hơn, tôi chỉ biết có lời cảm ơn và mong rằng công ty, mà nhất là ban giám đốc,
ngoài cái kinh doanh là phải có lãi, cái đó là đương nhiên. Nhưng mà tôi ghi nhận và tôi mong rằng ban giám đốc phát huy cái quan điểm thông cảm, giúp đỡ những người khó khăn, và nhất là cán bộ hưu trí, và nhất là phụ nữ. Cho nên mong là giám đốc thông cảm giúp đỡ. Thì tôi được em Thủy phụ trách thuốc ở phía Nam đến nhà với thái độ chân thành, thật tình, thì tôi rất là mừng về thái độ đối xử và trách nhiệm của công ty đối với tôi. Thì tôi chỉ có biết một lời quý nhất là tôi chân thành biết ơn và mong rằng tôi khỏi bệnh. Thì nói thật với giám đốc là cách đây 2 hôm tôi uống thuốc và tôi đi khám mắt, thì có một số anh em cũng chung quanh nhà tôi cũng đau như tôi. Thì tôi lấy cái vỏ thuốc, một là vỏ canxi, hai là vỏ thuốc, mà tôi cũng nói lại cái tác dụng mà đã uống như thế. Và tôi lấy cái vỏ hộp đó, hôm nay tôi đã đưa cho anh em ta coi như giới thiệu, báo ban giám đốc biết là tôi đã và đang là người sẽ giới thiệu sản phẩm này của công ty cho mọi người, bằng cái việc cụ thể và bằng là những người là đã sử dụng đấy. Mà tôi tuyên truyền cái này, báo giám đốc biết là tuyên truyền trước 2 ngày nay, chứ phải hôm nay. Hôm nay thì gặp em Thủy đến nhà cùng tôi báo vậy thôi, chứ tôi đã giới thiệu rồi. Và tôi mong là tôi cũng sẽ cố gắng là, một là tôi đi khám bệnh, hai là xung quanh nhà tôi nếu ai đau bệnh thì tôi cũng xin giới thiệu thuốc của công ty. Và đặc biệt là cái tấm lòng nhân ái của giám đốc, thì tôi xin ghi nhận và rất cảm ơn.